Thanh niên này tên là Bạch Kiêu, là nhân vật chính của bộ truyện chúng ta hôm nay. Anh ta luôn đau đáu trong đầu một suy nghĩ lớn. Thứ làm nên thanh xuân tươi đẹp rốt cuộc là gì? Nhiệt huyết tuổi trẻ, tình bạn vĩnh cửu, hay là một mối tình nồng cháy? Không. Đối với tôi, mấy thứ mơ hồ này là không đủ. Mối quan hệ giữa người với người không thể lý giải. Muốn gặp được tri kỷ thực sự rất khó. Theo như tôi nghĩ, nếu bỏ qua mong ước thấu hiểu nhau, vậy tình yêu còn ý nghĩa gì nữa? Lúc này trên bàn cũng có một lá thư với nội dung. Bạn học Bạch Kiêu, không biết tan học bạn có thời gian rảnh không? Nếu được, xin hãy đến sân bóng. Mình có lời muốn nói với cậu, ký tên một cô gái thích cậu. Bạch Kiêu lúc này cũng ngơ ngác, mình nên đáp lại tình cảm này như thế nào đây? Đúng thật là quá đau đầu rồi, và đây là Vu Giao Giao, là chủ nhân của bức thư tình ấy đã ngồi đây đợi anh ta từ khi tan học. Cậu, là cậu lại đến thật à? Nhưng Bạch Kiêu nhà ta thì nói méo, nếu cậu muốn nộp báo cáo hoạt động của mình, thì tan học có thể mang đến hội học sinh là được. Vu Giao Giao nghe thế cũng tức giận, nếu cậu còn giả ngu nữa, thì có tin tôi cắn chết cậu không? Ố nô, nếu không còn gì nữa thì tôi xin đi trước nhé. Nhưng Vu Giao Giao thì nói méo nhé, trực tiếp nắm áo Bạch Kiêu nhà ta mà lôi như lôi một con heo đến kẹp thẳng vào ngã ba của cô ta mà đỏ mặt nói, tôi, là tôi rất thích cậu đấy. Cậu có thể làm bạn trai tôi được không? Không gian lúc này cũng như trở nên ngưng đọng một lúc lâu, Bạch Kiêu nhà ta bấy giờ cũng toát mồ hôi lạnh mà thầm nghĩ, tỏ tình thật luôn. Không giả ngu được rồi, chấp nhận không đây, nhưng mình chưa muốn yêu đương nhang nhích, nhưng nếu từ chối thì e là. Vì đối phương là quán quân bắn cung đấy, hôm nay mình xác định là chôn xác nơi này rồi sao, nhưng mà không thể trốn được ư, Ta là kẻ đã lăn lộn trên trăm trận tình trường, phương diện chạy trốn này ta là mạnh nhất rồi, nghĩ xong Bạch Kiêu cũng điềm đạm, này bạn học Vu Giao Giao. Thật xin lỗi, thật ra là tôi, lúc này lại có hai tiếng nói đồng thanh vang lên với cùng một nội dung, đã có người mình thích rồi. Ngoài Bạch Kiêu nhà ta, vẫn còn một cô gái đang đứng ở bên cạnh, cũng đang từ chối lời tỏ tình của một người khác, thật sự là ngại quá. Tôi đã có người mình thích rồi, mong cậu thông cảm. Ồ, thì ra là học tỷ đã có người trong mộng rồi, em thành thật xin lỗi đã làm phiền ạ. Vu Giao Giao lúc này cũng sụ mặt mà tức giận, chiêu này xưa như trái đất rồi Diễm ơi, người ta đã làm đầy ra đó rồi kìa, vậy giờ thì cậu định nói gì nữa đây? Bạch Kiêu lúc này liền bật mốt diễn xuất, tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự đã có người mình thích rồi, được thôi. Vậy người cậu thích là ai? Nếu cậu không nói được, ngày nào tôi cũng sẽ tỏ tình với cậu, đến nhà cậu tỏ tình, đến lớp cậu, cả hội học sinh của cậu nữa, tôi đều đến mà tỏ tình tất, là ai nói mau đi nào. Bạch Kiêu toát mồ hôi lạnh mà suy nghĩ, sao lại còn màn ép cung này nữa chứ, hay sủa bừa nhỉ, được vậy thì bịa đại một người vậy. Người mà tôi thích chính là Ninh Nghi học tỷ, đúng là như thế đấy, chính là Ninh Nghi học tỷ, đã được chưa hả? Ồ, là cô ta thì không sao cả, Ninh Nghi học tỷ không quen cậu đâu, hai người không có cửa hẹn hò đâu. Còn nữa, học tỷ năm sau tốt nghiệp rồi, tôi chả có gì phải lo lắng cả, vì vậy, cho dù bây giờ cậu không thích tôi, vậy tôi sẽ khiến cậu dần thích tôi, giờ thì tôi đi đây, mai tôi qua đón cậu đi học chung đấy nhé. Bạch Kiêu nhà ta bấy giờ cũng hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Tối hôm đó, tại trường học, khi trời đã khuya nhưng vẫn còn ánh sáng nơi lớp học của Bạch Kiêu, anh ta lúc này cũng đang tự trách bản thân. Chết tiệt, lý do từ chối hoàn mỹ thế cơ mà, lẽ nào cậu ta vẫn chưa hiểu, không lẽ lời nói của mình có sơ hở gì à? Và đây là hội trưởng hội học sinh Đường Tâm, phó hội trưởng, muộn rồi mà vẫn chưa về hay sao nhỉ, không phải là đang đợi tôi đó chứ? Bạch Kiêu nghe thế cũng giật phắng mình, hội trưởng cứ đùa, em chỉ muốn ở lại xử lý việc của hội học sinh mà thôi, dứt câu anh ta cũng vội nghĩ. Sáng nay là ai ép tôi tăng ca chẳng lẽ bà không biết hay sao, ồ ngoan đấy nhỉ, coi như phần thưởng cho buổi tăng ca hôm nay đi, uống chung ly cà phê với tôi đi nè, không... Không cần đâu, mẹ tôi bảo uống cà phê vào buổi tối sẽ không tốt, ôi trời. Vậy đó sao, mình có lòng pha cà phê cho phó hội trưởng, vậy mà người nào đó nỡ lạnh nhùng từ chối như vậy, thật là đau lòng quá đi. Nghe đến đây, Bạch Kiêu nhà ta chỉ biết hộc máu mồm mà bấm bụng nhận lấy, ân tình của hội trưởng đại nhân em sẽ khắc cốt ghi tâm, giữ vậy sao? Nếu phó hội trưởng đã nhận ân tình, thì phải báo ân đấy nhỉ, vậy thì phó hội trưởng có thể nói cho chị biết, những bức thư tình này em thấy thế nào được không? Bạch Kiêu lúc này cũng ngượng đỏ cả mặt mà suy nghĩ, thư tình ư, chị ta biết chuyện Vu Giao Giao gửi thư tình cho mình sao, hay là, bức thư trên bàn là của chị ta đấy. Thấy mình chưa đọc nên mới cố ý nhắc nhở đây sao, và rồi một cái xiết tay to tròn từ Đường Tâm, phó hội trưởng chưa trả lời câu hỏi của chị, em thấy thế nào về những bức thư tình này thế nhỉ? Lúc này Bạch Kiêu nhà ta cũng hoang mang chẳng biết làm thế nào, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cứu mạng, bạn học Đường Tâm có trong đó không nhỉ, nhưng Đường Tâm thì méo quan tâm. Muốn người ta ôm chặt hơn nữa hay sao đây? Được thôi, phó hội trưởng tham lam quá đó nhé. Nói xong cô ta một tay vội bứt chiếc cúc áo của Bạch Kiêu. Một tay còn lại thì siết chặt anh ta đến nổi anh ta không thể thở nổi nữa. Lúc này thằng khứa bên ngoài cửa cũng mở cửa vào mà đỏ mặt. Ơ cái đệch, cái này là do tôi quá cầu thả rồi. Xin lỗi đã làm phiền. Và rồi anh ta chạy như thể bị ma giật ra khỏi cửa trong sự nuối tiếc của Bạch Kiêu nhà ta. Đường Tâm cũng đã đạt được mục đích của mình. Cô ta liền đứng dậy mà vui vẻ.
rắc rối đã được giải quyết rồi. Rắc rối đó đến từ thư tình. Nếu một tháng cậu nhận được 25 bức thư thì cậu sẽ hiểu thôi. Ai bảo phó hội trưởng là nam sinh duy nhất tôi quen chứ? Chỉ đành nhờ cậu vậy. À quên mất, phó hội trưởng sao có thể nhận được thư tình chứ? Đương nhiên là cậu không nếm trải được sự khổ não của người nổi tiếng như tôi. Thế là chị không lo cho sự an toàn của em hay sao? Không nhé, chị đã cho em được lây miếng tiếng thơm rồi mà. Nhưng rồi Đường Tâm nhìn điện thoại của mình, sau đó nhìn thẳng về phía Bạch Kiêu, khiến anh ta cũng sợ hãi mà quát tháo. Chị lại mưu tính cái gì nữa đây? Và một cái nắm tay cũng được thi triển. Chị mưu tính cái gì? Không lẽ trong lòng phó hội trưởng chị là người đàn bà tâm cơ như vậy sao? Chị thì làm được gì em cơ chứ? Giờ thì che mắt lại đi, không được nhìn lén đấy nhé. Bạch Kiêu nghe thế cũng làm theo mà che mắt, nhưng được một lúc vẫn là không kìm được sự tò mò mà hí hí thì, nếu em dám xem trộm, thì em sẽ phải trả giá đấy biết chưa? Nói xong Đường Tâm cũng nhẹ nhàng cột tóc lên, nhanh chóng cởi chiếc áo trắng của mình ra, sau đó là tới chiếc váy đi học của mình. Bạch Kiêu lúc này cũng tò mò. Hội trưởng rốt cuộc là chị đang làm gì thế hả? Sao lại có những âm thanh kỳ lạ như thế chứ? Ồ âm thanh kỳ lạ ư? Có phải là âm thanh mà phó hội trưởng đang mong chờ không nhỉ? Được rồi, giờ thì mở mắt ra đi nào. Thế nào, có đẹp không hả phó hội trưởng? Bạch Kiêu lúc này chỉ biết gục ngã mà trầm trồ. Rất đẹp, nhưng sao lại ăn mặc như thế trong phòng? Lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao chứ? Đường Tâm vội cười tỏa nắng mà đáp, ha ha, xin lỗi nhé, do chị hơi vội ấy mà. Tối nay nhà chị có dạ tiệc, chị cũng không còn cách nào khác cả, nhưng mà chị cũng không phải là thay đồ trong phòng nha, bộ đồ này chị mặc bên trong đồng phục mà. Sau khi cởi đồng phục thì sẽ có bộ đồ này thôi, chị đợi đã nào, không cần phải giải thích rõ ràng như thế đâu, hội trưởng không phải là đang vội hay sao? Còn trần trở ở đây là gì thế hả? Ờ ha, chút nữa thì quên một việc quan trọng nhỉ, sao phó hội trưởng có thể sơ ý đến vậy cơ chứ, thân là thành viên của hội học sinh. Lại để cúc áo bị đứt như thế được, được rồi, tốt hơn rồi đấy, đó coi như phần thưởng cho việc phó hội trưởng chủ động tăng ca nhé. Chị đi trước đây, ngoan ngoãn làm việc đi nào. Nói xong cô ta cũng bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng vui vẻ mà ca hát. Bạch Kiêu lúc này cũng trầm tư, xem ra đây không phải là thư tình của hội trưởng rồi, vậy thì nó là của ai thế nhỉ? Vừa mở ra thì, bạn học Bạch Kiêu, nếu tan học có thời gian, có thể đến quán cà phê gần trường một chút được không? Ký tên Ninh Nghi, cái lề gì thốn? Là Ninh Nghi ư? Hoa khôi băng lãnh học tỷ Ninh Nghi, không lẽ là cô ta muốn tỏ tình với mình hay sao? Và rồi anh ta tức tốc mà chạy đến quán cà phê như những gì được ghi trong bức thư. Lúc này hai người bọn họ cũng uống cà phê một cách vô cùng ngại ngùng im lặng. Bạch Kiêu thấy thế cũng bắt chuyện, Ninh Nghi học tỷ là tìm em sao nhỉ? Hôm nay Vu Giao Giao có đến tìm tôi, chủ yếu là muốn nói với tôi rằng cậu thích tôi đó mà. Sau đó thao thao về những điểm xấu của cậu và lý do chúng ta không thể hẹn hò. Nghe đến đây Bạch Kiêu sặc sụa đến phun trào ngụm cà phê. Cậu không sao chứ hả? Không, em không sao, nhưng mà học tỷ chuyện không phải như chị đã nghĩ đâu ạ. Tôi cũng đã đoán được đó là do cậu viện cớ để từ chối cô ấy thôi đúng chứ? Đúng rồi, cảm ơn học tỷ đã hiểu cho em. Dứt câu anh ta cũng trầm tư. Đây là năng lực phân tích của người có IQ cao hay sao? Xem ra mình hiểu lầm rồi. Cũng đúng, người như học tỷ sao có thể thích mình được cơ chứ? Và rồi Bạch Kiêu nhà ta cũng cúi gầm mặt mà xin lỗi vì đã lấy học tỷ ra làm lá chắn của em, mong học tỷ tha thứ cho em với nhé. Nhưng Ninh Nghi thì nói không. Hôm nay tôi hẹn cậu đến để hỏi xem một chuyện, Bạch Kiêu cậu có thể làm bạn trai tôi được không? Ninh Nghi học tỷ là đang đùa em đúng không nhỉ? Không, tôi không nói đùa, ý của tôi là cậu phải đóng giả bạn trai của tôi đi. Vu Giao Giao tỏ tình với cậu, dù bị từ chối nhưng cô ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, mà cậu lại hết cách rồi đúng chứ? Vì vậy chúng ta cũng hợp tác đi. Hẹn hò giả là cách tốt nhất cho đôi bên. Ồ vậy sao? Ninh Nghi học tỷ nguyện ý giúp em sao? Lẽ nào cái người bị từ chối kia cũng chưa bỏ cuộc hay sao thế? Trường hợp của tôi hơi có chút đặc biệt hơn cậu một chút, nhưng đây chỉ là một lời đề nghị. Học đệ cũng không cần quá để tâm, cứ suy nghĩ kỹ đi. Giờ này vào 2 ngày sau, tôi sẽ ở đây và đợi câu trả lời từ cậu. Nói xong cô ta cũng đứng dậy và rời đi vô cùng lạnh lùng. Sáng hôm sau, khi chuông đồng hồ báo thức vừa reo, cũng là lúc một cô gái vớ trắng cũng tiến đến và tắt chuông, sau đó leo lên giường và leo thẳng lên người Bạch Kiêu nhà ta mà ngửi lấy ngửi để. Anh ta bấy giờ cũng cảm nhận được điều gì đó mà sợ hãi quát tháo, Bạch Lộ, mới sáng ra sao lại mặc như vậy, em muốn làm cái gì anh thế hả? Bạch Lộ nhà ta lúc này cũng tỏ vẻ dễ thương mà hậm hực, thật là tối qua anh không tắm đã đi ngủ rồi, hôi quá đi. Nhưng mà em rất thích đôi mắt gấu trúc xấu xí của anh quá à. Ồ, vậy thì đã làm em mất hứng rồi nhỉ, anh xin lỗi nhé. Không sao đâu anh, ngửi rất đã mà. Nhưng rồi một giây tiếp theo, em đừng có mà làm loạn như thế nữa, mau đi đánh răng mau cho anh. Nhưng mà anh nói nè, em còn định đậu ở đấy đến bao giờ nữa chứ hả? Cái gì cơ, anh đã lạnh nhạt với em đến mức không có thời gian vuốt ve em nữa rồi sao? Đừng có nói mấy lời gây hiểu lầm như thế nữa chứ, không chỉ không vuốt ve người ta, còn hung dữ với em. Anh đã thay đổi rồi. Một lát sau, khi Bạch Kiêu nhà ta đã ngồi vào bàn ăn với một bộ dạng vô cùng chỉnh chu. Và đây chính là bữa sáng được làm bằng cả tình yêu của em gái. Nó có ngon không anh nhỉ?
trứng ngon lắm. Đúng rồi, có chuyện này anh muốn hỏi em này. Bạch Lộ ở trường chắc cũng được tỏ tình đúng không? Dạ, ừm, à thì cũng có đấy anh. Vậy thì em đã từ chối như thế nào thế? Nếu từ chối đối phương có từ bỏ không thế? Bạch Lộ nghe thế cũng đỏ mặt mà đáp, em sẽ nói em có bạn trai rồi. Nếu đối phương không tin, em sẽ lấy ảnh anh ra cho họ xem. Nhưng mà sắp muộn rồi, em phải đến trường đây, anh nhớ rửa bát đi nhé. Một lát sau, tại trường học của Bạch Kiêu, lúc này Vu Giao Giao cũng đứng bên góc tường mà hậm hực, lề mề quá, sao vẫn chưa ra? Bạch Kiêu nhà ta vừa mở cửa bước ra thì, xin chào tôi đi trước nhé. Nói xong anh ta cũng chạy thục mạng mà suy nghĩ, bỏ mẹ rồi, tiêu rồi, mặc như vậy, nhất định muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề đây mà. Và rồi một cú đá chí tử cũng được thi triển. Sau đó là một đòn kẹp cổ tại ngã ba đường của Vu Giao Giao, khiến Bạch Kiêu nhà ta cũng sợ hãi toát mồ hôi lạnh mà thầm nghĩ, cái vẻ này có gì giống yêu mình đâu cơ chứ. Một lát sau, ở một sân vận động xa hoa trắng lệ nào đó, cái gì thế, không phải là buổi biểu diễn của đội bắn cung thành phố thôi sao? Sao lại lôi tôi đến đây làm gì? Thôi mà, tôi mất rất nhiều công sức mới xin cho cậu nghĩ được đó. Hẹn hò cùng tôi nào, cậu còn không biết ơn nữa à? Lúc này Vu Giao Giao cũng nhận ra một điều gì đó bất thường. Một tên tóc vàng công tử bột đang nhìn chằm chằm hai người họ và nở một nụ cười thân thiện, lại là hắn cơ à? Nhưng mà hắn ta là ai thế nhỉ? Cậu không cần biết đâu. Nhưng mà hãy đưa em tới đây là được rồi, bên ngoài trời nắng lắm, anh đợi em ở hậu đài nhé. Bạch Kiêu nhà ta lúc này cũng hoang mang sợ hãi. Vu Giao Giao, cậu bị gì thế? Làm tôi sợ đấy nhé. Cô ta nghe thế cũng nở một nụ cười quỷ dị mà nhắc nhở nhỏ. Bạn học Bạch Kiêu, nếu không phối hợp thì đạo cụ luyện tập tiếp theo sẽ là cậu đấy nhé. Hơ hơ, nhưng mà em sắp biểu diễn rồi đó, nhớ xem kỹ nha. Uki em, nhớ biểu diễn thật tốt đó. Anh sẽ cầm túi đợi em ở hậu đài vậy. Tên tóc vàng công tử bột thấy thế vẫn không chút tức giận, thay vào đó vẫn niềm nỡ. Nhưng mà cậu này, nếu tôi không nhầm thì cậu là phó hội trưởng của công nghệ Nam Kinh đúng không nhỉ? Tôi là chủ tịch của câu lạc bộ bắn cung của trường Đỗ Đan Lâm Cố. Sớm đã nghe Giao Giao nhắc đến cậu rồi. Nghe thế Bạch Kiêu nhà ta cũng chào nhẹ một cái mà suy nghĩ, cảm giác này quen quen thế nhỉ? Mình đã từng gặp nó ở đâu rồi đây này? Tên công tử bột liền nháy mắt nói tiếp, hôm nay đã làm phiền cậu đưa Giao Giao đến, nhưng Giao Giao do tôi mời. Tất nhiên lúc về tôi sẽ đưa cô ấy về, không phiền phó hội trưởng Bạch nữa nhé. Bạch Kiêu nghe thế cũng ngơ ngác, tên này là đang tuyên bố chủ quyền với mình đấy à? Nhưng mà Vu Giao Giao chính là nhìn thấy anh ta nên mới như thế đó nhỉ? Hắn ta thấy Bạch Kiêu im lặng cũng tiếp tục hiện, thời gian của phó hội trưởng Bạch là vàng bạc. Nếu không có hứng thú xem biểu diễn thì có thể về trước, tôi sẽ giải thích với Giao Giao sau. Nhưng Bạch Kiêu nhà ta thì nói méo, tôi là đang nghĩ anh hiểu nhầm thì phải. Tôi chỉ là đi theo thư mời của trường thôi, còn ai đưa Vu Giao Giao về không liên quan đến tôi nhé. Nhưng mà điều đó cũng méo liên quan đến chủ tịch đâu nhé. Tôi đi trước đây, hắn ta lúc này vẫn vui vẻ cười nham hiểm, thú vị đấy, có điều không đáng để ta bận tâm. Vu Giao Giao bấy giờ đang nắp ở một góc tường. Nhìn thấy biểu hiện của Bạch Kiêu nhà ta cũng có chút động lòng mà cười ngượng ngùng. Một lát sau ở trong phòng luyện tập, Bạch Kiêu nhà ta lúc này ngồi ở một góc tường cũng ngủ liệm đi mà suy nghĩ. Bao giờ thì buổi biểu diễn mới kết thúc đây nhỉ? Bất ngờ anh ta làm rơi túi sách của Vu Giao Giao mà kinh hãi, cái lề gì thốn. Vu Giao Giao lại đọc mấy thứ quái dị gì thế này, bất ngờ phòng bên cạnh cũng vang vọng âm thanh, cái con Vu gì gì đó, cậy mặt đẹp một chút, không coi ai ra gì, đúng là ngứa mắt. Bạch Kiêu nhà ta tò mò nên vén màn mà nhìn sang thì thấy tên công tử bột đó đang nói chuyện cùng ai đó. Chuyện qua rồi thì để nó qua đi, mọi người cứ coi như là lỗi của mình, nhưng sao mà bỏ được chứ, phải dạy dỗ cho con bé đó một bài học, để nó không dám vênh mặt lên nữa chứ. Đúng đó, tự nhiên Lâm học trưởng lại bị tát oan như thế, và đây là hắn ta đang được các cô gái trẻ đẹp vây quanh vô cùng thân mật, khiến Bạch Kiêu nhà ta cũng có chút khinh bỉ mà hậm hực. Ngay lúc này bất ngờ Vu Giao Giao lại tiến đến mà hậm hực, lén lén lúc lúc là đang làm gì thế hả? Xịt, cô nói nhỏ nhỏ thôi nào, tôi đang hóng cái gọi là đờ ra ma học đường xíu mà. Vậy sao, rất đang nghi ngờ nhỉ? Không phải cậu định nhìn lén nữ sinh đấy chứ? Lén cái mã cha nhà cô, hôm nay tôi nhìn quá nhiều con gái rồi, mắt cũng muốn nổi cả một nhọt luôn rồi đây này. À thì ra là cậu muốn chọn cái chết à, sau này chỉ được nhìn một mình tôi thôi đấy nhé. Nhưng mà dù sao hôm nay cậu cũng rất phối hợp với tôi, phần thưởng của cậu chính là mang vớ cho một người đẹp như tôi, mặc xong chúng ta có thể về nhà được rồi. Nghe thế Bạch Kiêu liền oẹ nhẹ một tiếng, khiến cho Vu Giao Giao vô cùng tức giận. Sao chứ hả, chân tôi còn sạch hơn cái bản mặt cậu nữa đấy nhé. Còn nữa, cậu lại không quan tâm tại sao mình được thưởng cơ à? Hơ hơ, tôi nghĩ bạn Vu Giao Giao đây đang hiểu lầm thì phải. Tôi là không có sở thích biến thái mang vớ chân cho phụ nữ đâu nhé. Nhưng rồi một giây sau đó, thế bây giờ cậu có sở thích đó chưa nhỉ? Ờ thì là có rồi, cậu cứ bình tĩnh có được không hả? Và thế là hành động mang vớ chân cũng dần được thi triển bởi Bạch Kiêu nhà ta, một khung cảnh vô cùng cảm động. Nhưng đối với Bạch Kiêu là một sự cảm lạnh tột cùng, mang xong anh ta cũng thở dài mà xạo chó. Hay ra, có thể mang vớ cho một người đẹp thật là vinh hạnh quá đi. Ồ thì ra cậu cũng hiểu điều đó cơ à, nhưng mà hôm nay cảm ơn cậu đã đi cùng tôi, nhưng mà cái người tên Lâm Cố đó có vẻ khá thân với cậu nhỉ? Hở, cái gì cơ?
Là cậu đang ghen đó ư? Vu Giao Giao lúc này cũng kể lại mọi chuyện. Vào ngày hôm qua, Lâm Cô là thành viên của câu lạc bộ bắn cung của trường khác. Chúng tôi bình thường không có qua lại, chỉ là hôm qua lúc bố trí hội trường biểu diễn, anh ta đã cố ý đụng chúng tôi, vì vậy tôi đã cho anh ta một cái bạt tay lệch hàm. Không biết anh ta đã nói gì với người khác, hôm nay lúc biểu diễn có khá nhiều người bất mãn với tôi. Nghe đến đây, Bạch Kiêu liền vội nghĩ thầm. Không ngờ sau lưng hắn ta lại là người như thế. Lúc này Vu Giao Giao cũng ngủ thiếp đi một cách vô cùng giả chân. Bạch Kiêu nhà ta thấy thế cũng hiểu ra, liền đưa tay lên nâng má cô ta và môi kề môi. Một cái kịch, thế là cô ta bị đặt xuống ba lô một cách không thương tiếc, khiến Vu Giao Giao vô cùng tức giận. Bạch Kiêu, anh đứng lại đó cho tôi, anh không hiểu tâm tư thiếu nữ gì hết hay sao chứ? Thấy một cô gái đang ngủ, anh phải nhẹ nhàng bế lên rồi cõng về nhà chứ? Ô thế à, đây là tình tiết trong cuốn tạp chí thiếu nữ nào vậy hả? Vu Giao Giao lúc này cảm thấy mình đã bị bắt bài, liền nức nở, đồ ngốc nghếch. Tôi về nhà thay quần áo đây, cậu cứ về trường trong cô độc đi. Và thế là Bạch Kiêu cũng buộc phải lội bộ mà trở về trường. Trên đường đi anh ta liên tục suy nghĩ. Tuy Lâm Cố nói dối nữ sinh kia, nhưng coi như hắn cũng biết áy náy, ít nhất cũng ngăn ba người kia gây phiền phức cho Vu Giao Giao. Nhưng tại sao cứ thấy sai sai ở đâu thế nhỉ? Chết rồi, trước đó không phải hắn tuyên bố chủ quyền trước mặt mình, mà là cố ý chọc tức để khiến mình rời đi, mà ba nữ sinh kia lại bị hắn dẫn dắt. Lúc này ở bên phía Vu Giao Giao nhà ta, một đám nữ sinh đã tiến đến mà hậm hực. Vu Giao Giao, nếu đã gặp nhau ở đây, chắc mày cũng biết tiếp theo sẽ là chuyện gì nhỉ? Các người là muốn làm gì đây? Tôi hình như không quen mấy người thì. Chưa để cô ta nói dứt câu, một con nhỏ tóc vàng đã tiến đến và cho Vu Giao Giao nhà ta một cái tát cực mạnh mà nghiêm trọng. Giờ thì quen rồi này, cái tát này là thay cho Lâm học trưởng, nhưng Vu Giao Giao thì vẫn vui vẻ. Ồ, hóa ra là các người, đúng là rác rưởi thường thích tụ lại một chỗ. Con chó này nói ai là rác hả? Ồ thì đương nhiên là mấy người rồi, còn có tên Lâm gì gì đó nữa nhỉ? Tất cả đều là rác rưởi, con mẹ mày, lại còn dám to mồm với bà cơ à? Dứt câu cô ta cũng vung tay định cho Vu Giao Giao thêm một cú tát cực mạnh nữa, nhưng bất ngờ thay, lúc này Bạch Kiêu đã đến và kịp ngăn cản điều đó. Cảm giác bị người khác biến thành quân cờ, có vẻ cô rất thích nhỉ? Chưa để anh ta nói dứt câu, cô ta lại tiếp tục cho Bạch Kiêu nhà ta một cú tát cực mạnh. Mày là ai? Tao cứ thích quản chuyện của Lâm học trưởng đấy, liên quan gì đến mày hả? Bạch Kiêu liền trừng mắt với cô ta một cái, khiến cô ta vô cùng sợ hãi, thấy có chuyện chẳng lành. Vu Giao Giao liền tiến đến can ngăn, không phải chuyện của cậu mau đi đi. Nhưng Bạch Kiêu thì nói méo, vậy thì chúng ta cùng đi nào. Và rồi một cái bế bồng cực kỳ tình tứ cũng được thi triển, khiến Vu Giao Giao ngỡ ngàng đến đỏ cả mặt. Cô gái tóc vàng lúc này vẫn to mồm. Nợ vẫn còn chưa tính xong, các người cứ thế mà đi à? Nhưng Bạch Kiêu nhà ta thì méo quan tâm, quát lớn một tiếng, Lâm Cố còn không mau ra đi. Tình hình hiện tại vẫn chưa đủ khó coi à? Đừng để tôi phải tự mình lôi cậu ra đấy nhé. Nghe tới đây, hắn ta liền toát mồ hôi lạnh mà bước ra, chưa kịp để hắn ta giải thích điều gì, Bạch Kiêu đã cho hắn ta một cú đấm cực mạnh vào mặt. Trong sự kinh hãi tột cùng của mọi người xung quanh, cái này là để trả lại cậu, lần sau còn giở trò hèn hạ này thì chuyện tốt của cậu sẽ được đăng lên diễn đàn, rõ chưa? Chuyện cậu làm với Giao Giao ở cung thể thao tôi đã quay lại tất cả, tự mà nghĩ kỹ lại xem là chuyện gì đi nhé. Nghe đến đây hắn ta liền có tật giật mình mà khóc thét, dạ em biết rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ. Cứ thế hai người bọn họ cũng ra về trong sự sợ hãi cung kính của hắn ta. Vu Giao Giao lúc này cũng nở một nụ cười thỏa mãn trên môi cùng với sự yêu mến vô bờ bến dành cho Bạch Kiêu nhà ta. Một lát sau, tại một bậc thềm nào đó, nào cầm lấy đi này. Đó là cái gì thế hả? Là coca để chườm lạnh chứ gì? Nếu có ai nhìn thấy gương mặt sưng như đầu heo của cậu, sẽ rất khó giải thích lắm đấy. Mà này, sao cậu lại biết ba nữ sinh đó sẽ chặn đường đánh tập thể tôi, còn Lâm Cố cũng ở đó nữa chứ? Cũng đơn giản thôi, đầu tiên hắn tỏ vẻ đáng thương, dụ dỗ ba người kia báo thù cậu. Tiếp đó bản thân xuất hiện ở hiện trường, giả làm anh hùng cứu mỹ nhân, chiêu trò rẻ tiền này trong chuyện có viết đầy ra đó, quao thật sự nham hiểm vậy sao? Vậy là cậu đã cướp mất màn anh hùng cứu mỹ nhân của người ta rồi thì phải. Lúc này hai người họ đã mặt kề mặt môi kề môi vô cùng ố dề, Vu Giao Giao liền nhận ra mà la lớn. Làm cái gì thế hả? Tôi có làm cái gì đâu, chỉ là cậu nói anh hùng cứu mỹ nhân, nên tôi đang tìm xem mỹ nhân đang ở chỗ nào đó mà. Ồ thế cơ à? Vậy thì tôi cũng quyết định rồi, nếu cậu đã muốn làm anh hùng, vậy phải chịu trách nhiệm với tôi, anh hùng của tôi nhất định sẽ tán đỗ cậu cho xem, ẻ he he he. Tối hôm đó tại nhà của Bạch Kiêu nhà ta, lúc này anh ta đang giữa chén thì Vu Giao Giao gọi đến mà quát tháo, tên đần độn Bạch Kiêu này, sao chiều nay cậu lại chạy cơ chứ? Bạch Kiêu lúc này cũng toát mồ hôi suy nghĩ, tình huống ngượng ngùng như vậy, không chạy thì mình chết chắc rồi, bấy giờ ở đằng sau lưng anh ta đang tò tò một bóng hình nào đó vô cùng cay cú. Anh đang nói chuyện với nữ nhân xấu xa nào đúng không hả? Sao có thể chứ? Là tin nhắn quảng cáo thôi mà, dữ vậy sao? Điệu bộ rất đáng ngờ đấy nhé. Và rồi thêm một tiếng tinh vang vọng, khiến hai người cũng vô cùng khó xử. Ồ thế à, vậy sao giọng điệu của anh lại gấp gáp như thế? Chắc chắn là có vấn đề rồi đúng không? Anh không có thật mà,
em không tin trừ phi anh để em kiểm tra, và thế là một màn kiểm tra điện thoại cũng được tiến hành vô cùng nóng bỏng thế này đây. Nhưng mà mật mã tại sao lại không phải là ngày sinh của mình thế nhỉ? Anh trai đúng là tên chết tiệt mà, phải dạy dỗ anh ta một trận mới được. Nghĩ xong em ấy cũng đứng phắn dậy mà xạo chó. Ồ thì ra đúng thật là tin nhắn quảng cáo, có điều, điện thoại của anh tạm thời em sẽ giữ nó. Dứt câu em nó cũng bỏ tọt chiếc điện thoại vào rú. Nhưng bất ngờ chưa ông bà già, nó chân tuột và lọt khe xuống đất một cách vô cùng ất ơ. Thấy em gái mình có vẻ buồn, Bạch Kiêu liền bắt chuyện. Lộ lộ à, thực ra, hay là chúng ta làm cái khác đi nha, cái gì cũng được hết miễn là em vui, hở cái gì cũng được ư. Á đù, sao mình thấy có gì đó hơi bất an thì phải. Một lát sau, Bạch Kiêu lúc này đã nằm trên đùi em gái mình. Vậy giờ thì em sẽ bắt đầu anh nhé, nhưng mà cho anh hỏi cái này lộ lộ à, chúng ta có thật sự là anh em ruột không thế? Tại sao em lại có sở thích kỳ quái thế nhỉ? Hơ hơ, là do anh đã nói làm gì cũng được mà. Còn nữa, giúp người khác lấy giấy tay rất có cảm giác thành tựu đó nha. Rõ ràng là sở thích giúp giảm stress, kỳ quái chỗ nào cơ chứ. Và rồi một chọt, hai chọt, ba cái thổi vào tay vô cùng chuyên nghiệp. Lúc này Bạch Kiêu nhà ta cơ thể như mềm nhũn ra mà tận hưởng. Và rồi anh ta bỗng phát hiện ra một cái gì đó sai sai. Đợi đã, cái gì mà nuột nà thế này cơ chứ? Không thể được, anh cần phải lật người đã. Vì anh muốn nhắn tin với nữ nhân xấu, nếu em nhìn thấy, em sẽ lại tức giận nữa mất. Lúc này tin nhắn cũng hiện thông báo, phó hội trưởng thân yêu của chị, em đã ăn cơm chưa? Này này này, sao không trả lời tôi thế hả? Khiến Bạch Kiêu nhà ta vô cùng mệt mỏi mà than thở. Bạch lộ này, mai anh không đi học có được không nhỉ? Hả, cái gì, anh quên mai là thứ bảy rồi sao? Vậy tức là, anh quên mất phải đi xem em thi đấu rồi nhỉ? Hơ hơ, cuộc thi vũ đạo dành cho nữ sinh cấp thành phố đúng chứ? Yên tâm đi, cuộc thi của em gái, anh nhất định sẽ đi. Anh nói rồi mà, tuy không nhớ mai là thứ mấy, nhưng luôn nhớ có chuyện vô cùng quan trọng phải làm, nên anh mới xin nghỉ học mà hơ hơ. Nghe đến đây Bạch Lộ liền bày một gương mặt vô cùng đáng sợ mà răng đe, ồ thế cơ à, nhất định là anh phải đi đó nhé. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, em đi ngủ đây, tối mai gặp tại nhà hát lớn nhé. Một lát sau, khi anh ta mở tin nhắn của hội trưởng lên thì, bên chị hiện đã xem rồi nhé, không biết phó hội trưởng quên sạc điện thoại hay là đang bận gì thế nhỉ, ha ha, hội trưởng cứ đùa. Có chuyện gì không ạ? Mai là thứ bảy đó nhé. Ừm, mai hội trưởng phải làm việc vất vả rồi, nhớ nghỉ ngơi thật tốt ạ. Em ngủ đây, thứ hai gặp lại. Cảm ơn sự quan tâm của phó hội trưởng. Để báo đáp ân tình của em, sáng mai chị sẽ đến đưa em đi chơi, nghỉ sớm đi nhé. Nghe tới đây Bạch Kiêu nhà ta chỉ biết toát mồ hôi lạnh mà thầm nghĩ, sáng mai ư? Nếu Bạch Lộ thấy hội trưởng, vậy là mình chết chắc con mẹ nó rồi. Và rồi sáng hôm sau, vừa sáng sớm Bạch Lộ đã nhắn một tin nhắc nhở, anh à em đến nhà hát rồi, em đi tập đây. Chiều đừng quên xem em đấy nhé. Ok em gái, nhắn xong Bạch Kiêu nhà ta cũng nham hiểm mà suy nghĩ. Hừm, mụ hồ ly tóc trắng này, may mà mình để Bạch Lộ đến nhà hát trước. Mình thật là thông minh khi chạy đến thư viện để trốn, mới thoát được một kiếp nạn. Mình đúng là một chiến lược gia thiên tài. Nhưng rồi một giây sau đó, bạn gì đó ơi, muốn uống cà phê không nhỉ? Ồ cảm ơn bạn nhiều. Và rồi anh ta lại thản nhiên mà nhận lấy ly cà phê mà hút một cái rột. Nhưng mà khoan đã, cảm giác quen thuộc này là, hello, xin chào buổi sáng phó hội trưởng thân yêu, ha 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 ha. Và rồi một lát sau, hai người bọn họ đến một tiệm giò chéo quẩy nướng mà ăn cùng nhau. Hê hê hê, sao hội trưởng biết em ở thư viện thế nhỉ? Thế A Kiêu có biết tại sao thỏ lại dễ rơi vào bẫy không? Tại sao chứ? Vì chúng quá là nhát gan đó mà. Chỉ cần thợ săn gây một vài tiếng động lạ, chúng sẽ hoảng loạn mà điên cuồng chạy hướng khác. Lúc này thì thợ săn thông minh chỉ cần hiểu tập tính của thỏ, sau đó đặt một chiếc bẫy, thỏ sẽ ngoan ngoãn mà rơi vào bẫy thôi. Em thấy có đúng không nè? Chú thỏ con của chị, hơ hơ, hội trưởng là thông minh như thế, vẫn không tìm được bạn trai đó thôi. Ồ em nghĩ thế à? Chỉ cần là người chị nhìn chúng, tuyệt đối không chạy thoát được đâu nhé. Khụ khụ, vậy hội trưởng tìm em có chuyện gì thế nhỉ? Thì để chở chị đi chơi, rồi đưa chị đi xem mắt nữa chứ. Nghe tới đây Bạch Kiêu nhà ta cũng toát mồ hôi hột. Tạm biệt hội trưởng, cảm ơn đã mời bữa sáng. Nhưng hôm nay cơ thể bất an, xin phép cáo từ. Và rồi một cái gạt giò cũng được thi triển, cộng thêm một cái níu tay nhẹ nhàng nữa. Phó hội trưởng thật biết chủ động thế nhỉ? Không lẽ là em muốn làm chuyện đó với chị hay sao? Nhưng lúc này, Bạch Kiêu nhà ta tay thì bị nắm, chân thì bị kẹp, ở trong một tình thế vô cùng trớ trêu. Một lát sau, hội trưởng mới điềm đạm mà nói tiếp, chị chỉ là muốn em gặp một người thôi, không cần phải lo lắng quá như vậy. Ô chị nói như kiểu đơn giản quá nhỉ, chị có biết vì chị bắt em làm bia đỡ đạn, mấy tên trong trường muốn ăn tươi nuốt sống em luôn không? Lần này có đánh chết em cũng không đi. Nghe tới đây hội trưởng nhà ta liền vén áo ra, vậy cái này chị chỉ có thể tặng cho người hôm nay xem mắt rồi nhỉ. Bạch Kiêu nhà ta sau khi thấy được thứ gì đó cũng liền thản thốt, cái này là truyền hỏa 4 bản mới nhất, game 3 tháng nữa mới ra mắt, sao chị lại có nó vậy chứ? Hơ hơ, hóa ra em thích game này như vậy sao? Vừa nãy phó hội trưởng nói gì thế nhỉ? Ờ thì là hội trưởng đại nhân, hân hạnh được phục vụ ngài ạ. Một lát sau trên đường đến buổi xem mắt, nói đi, lần này là người nào,
ít nhất cũng phải để em chuẩn bị tâm lý chứ. Phù, phù, chính là con của đối tác, nhà họ là một trong 500 người giàu nhất thế giới, thường xuyên làm ăn với gia đình chị. Lần trước ở buổi dạ tiệc uống say, nói chị và con ông ấy cùng tuổi, nên muốn chị với họ làm quen. Hơ hơ, hay là hội trưởng theo đuổi anh ta luôn đi chứ? Nghe đến đây cô hội trưởng liền nhảy đến mà đội nón cho Bạch Kiêu, còn vòng tay khoe cặp bưởi to tròn mà vui vẻ. Thế sao được, phó hội trưởng thú vị như vậy, chị còn chưa chơi chán nữa mà, cái gì cơ? Sao hội trưởng cứ nói mấy lời giận người như thế chứ hả? Nếu bị ai đó nghe thấy, chưa kịp nói dứt lời thì một tiếng nói lớn vang vọng, đường tâm đó ư. Không ngờ lại gặp được hai người ở đây nhỉ, và không ai khác chính là Ninh Nghi học tỷ của Bạch Kiêu nhà ta. Lúc này anh ta cũng ngượng đến chính cả mặt mà thản thốt. Ninh Nghi học tỷ ư, sao chị lại ở đây cơ chứ? Ô chỉ là tình cờ đi qua thôi, gặp cậu mới nhớ ra chưa đưa cho cậu cái này này. Phiền bạn học Bạch Kiêu kiểm tra thời hạn ưu đãi, nhớ đổi voucher nhé, đã làm phiền hai người hẹn hò rồi. Lúc này Bạch Kiêu liền nhớ lại câu nói của Ninh Nghi vào hai hôm trước. Giờ này ngày kia, tôi ở đây đợi câu trả lời của cậu, thêm lời nói của đứa em gái vào hôm qua, chiều mai nhất định phải đi xem em biểu diễn đó nha, khiến Bạch Kiêu cũng cuốn cuồng mà nhận ra. Hai người họ là hẹn với anh ta cùng một ngày, anh ta liền cuốn cuồng xem đồng hồ thì cô hội trưởng cũng thắc mắc, vừa tặng voucher vừa nhắc đừng quên đổi. Không ngờ mối quan hệ của hai người tốt vậy đó, anh ta nghe thế cũng nhìn cô ta bằng nửa con mắt, sau đó vội vàng kéo cô hội trưởng đi ngay và luôn. Bạch Kiêu cậu đang làm gì tôi thế hả? Giúp chị đi xem mắt chứ làm gì dư lời quá đi nhanh nào. Và rồi một lát sau, tại một nơi nào đó, có một thằng khứa đẹp trai bốn mắt nào đó cũng nói lớn. Đường tâm đó ư, ồ hai người ư, vị này là ai thế nhỉ? Cô hội trưởng lúc này cũng chạy mệt quá nên thở hổn hển với mớ mồ hôi nhỉ nhại ướt đẫm cả áo trắng kia. Đường tâm liền hít một hơi sâu lấy lại tinh thần mà tự tin, cậu ấy là người trước đây tôi nhắc qua, phó hội trưởng của chúng tôi, không ngờ lại gặp trên đường. Nên cùng ăn bữa cơm, Trần Vũ ca không để ý chứ, Bạch Kiêu nghe thế cũng rung lẫy bẩy, à ừm. Chào anh Trần Vũ nhé, e hề hề hề, tên Trần Vũ thấy thế cũng trầm mặt một lúc liền điềm nỡ, nếu là bạn của Đường Tâm, cậu cũng là bạn của tôi, đương nhiên không sao rồi, mời vào, nói vậy thôi chứ hắn ta đang rất cay cú mà suy nghĩ. Thằng ăn trực này, lại còn dám nắm tay Đường Tâm nữa sao, trông thật ngứa con cu, ủa lộn con mắt quá đi mất. Một lát sau, khi ba người ăn uống được một lúc thì lúc này Đường Tâm cũng có chút hậm hực mà suy nghĩ, tên phó hội trưởng này thật là ngốc quá, rõ ràng là đi làm bia đỡ đạn cho mình. Ai lại đi nói chuyện vui vẻ với tình địch thế kia chứ? Nghĩ xong cô ta cũng nghiêm trọng. A Kiêu này, đừng nói chuyện nữa, mau ăn đi này. Ăn xong chúng ta còn đi làm chuyện khác nữa chứ? Hề hề hề. Dứt câu hai trái bưởi của cô ta đã đặt trọn trên tay của Bạch Kiêu nhà ta, khiến anh ta sợ hãi mà lùi về sau. Tên Trần Vũ thấy thế cũng vô cùng cay cú mà suy nghĩ, thân mật dữ dậy sao? Đây rõ ràng là buổi xem mắt của mình cơ mà. Nghĩ xong hắn ta cũng đứng dậy mà tiến đến vỗ vai Bạch Kiêu. Xin lỗi cậu nhé, bạn học Bạch Kiêu, khó có dịp gặp mặt, chúng ta uống một ly nhé. Rượu vang của nhà hàng này rất nổi tiếng đó mà, vừa dứt câu thì cái bóp của Trần Vũ nhà ta đã rơi thẳng vào túi của Bạch Kiêu, Bạch Kiêu vẫn không nhận ra mà e dè, uống rượu ư, nhưng tôi không biết uống rượu, lúc này Đường Tâm cũng suy nghĩ, uống rượu ư, nếu mình giả vờ say và nằm gọn trong lòng của Bạch Kiêu thì sẽ khiến cho tên Trần Vũ tức chết thôi, ẻ hề hề hề. Nghĩ xong Đường Tâm cũng vui vẻ, được, nếu là rượu ngon, vậy không thể bỏ qua được, chúng ta uống một chút đi nào, nhưng mà phải uống thật sao thưa hội trưởng. Uống tí thôi nhé, tôi chưa được nhìn Bạch Kiêu uống rượu, được rồi, chỉ một chút thôi đấy nhé. Hắn ta nghe thế cũng cười một cách gian xảo. Và thế là ba người cũng bắt đầu cụng ly cái nhẹ, Đường Tâm bấy giờ cũng suy nghĩ, chỉ cần uống một chút rồi giả vờ say sau đó thì. Nhưng vừa định nóc ly rượu ấy, thì nhìn sang Bạch Kiêu đã xỉn quát cần câu mà gục tại bàn, thấy thế tên Trần Vũ cũng giả vờ. Có vẻ như Bạch Kiêu anh ta đã say rồi, là lỗi của anh, lại đi đề nghị uống rượu, anh đi thanh toán trước. Đợi đưa Bạch Kiêu về nhà xong, hai chúng ta tìm chỗ nói chuyện nhé. Nhưng Đường Tâm thì nói méo, anh đừng nói gì nữa cả. Trước khi xác định cậu ấy không sao, tôi không có hứng nói chuyện với anh, ồ cũng được thôi. Vậy anh sẽ đi thanh toán trước cái đã. Lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, trong cơn say, Bạch Kiêu nhà ta liên tục nói nhảm. Đường Tâm này, sao chị thơm quá đi thôi. Hơ hơ, cậu nói linh tinh cái gì thế hả? Cậu còn đứng nổi nữa không thế? Nhưng rồi đôi chân rung rung cũng khiến cho Đường Tâm nhận ra thằng khứa này đã xỉn sấp mặt lờ rồi. Rồi ngay lúc này Đường Tâm nhà ta cũng dùng hết sức bình sinh mà đỡ anh ta dậy. Đột nhiên cái bóp của tên Trần Vũ lúc này cũng nhờ đó mà rơi thẳng xuống đất. Trùng hợp thay tên Trần Vũ lúc này cũng hô hoáng, hai người có thấy cái ví của tôi không thế, tôi không nhìn thấy nó đâu cả. Hắn ta thấy thế cũng tiến đến mà nhặt lấy chiếc ví của mình lên và nghiêm trọng, tôi đã tự hỏi nó ở đâu, hóa ra là bị người khác lấy mất, bạn Bạch Kiêu này. Việc ăn trộm là phạm pháp đấy, chúng ta phải tuân thủ pháp luật đúng không nào? Bạch Kiêu nghe loáng thoáng gì đó cũng gượng dậy. Hổm, ví tiền bị trộm ư? Không sao cả, anh cứ tìm đi, bữa này để tôi trả cho anh. Ồ thế à, tôi mà cần cậu mời chắc. Nếu cậu còn giả ngốc, thì tôi sẽ mời cảnh sát đến giải quyết vậy. Đường Tâm nghe thế cũng nguy hiểm, đủ rồi đấy, chật chật.
Còn diễn kịch nữa à? Tôi thấy ngại dùng anh rồi đấy Trần Vũ à? Cái gì cơ? Diễn kịch sao? Đường Tâm, ví tiền của anh rơi từ người cậu ta. Em cũng thấy rồi đó, thằng nhóc bất chính này, không xứng với em đâu. Loại người này anh thấy nhiều rồi, em không phải bảo. Chưa để hắn ta nói dứt câu, Đường Tâm đã hất thẳng ly rượu vào mặt hắn, mặt váy nhưng cô ta vẫn thản nhiên mà dẫm chân lên bàn mà hậm hực. Anh tưởng mình là tài giỏi nhỉ? Tôi không cần biết anh giở trò gì với tôi hay nói gì với người nhà của tôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc đời tôi méo quan tâm nhé. Nhưng nếu anh có ý hãm hại Bạch Kiêu của tôi, đặc biệt là ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu ấy, tôi tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu. May mà chuyện này sớm bị tôi phát hiện, nếu không, tôi đảm bảo ngày mai dưới chân cầu sẽ thêm một cột xi măng nữa đấy nhé. Nói xong Đường Tâm liền ôm vội lấy Bạch Kiêu nhà ta mà tình cảm. Được rồi, đều là tại tôi cả. Nào A Kiêu, chúng ta đi thôi nào. Một lát sau, tại một công viên gần đó, lúc này Bạch Kiêu đang được nằm trong lòng của Đường Tâm mà gấp gáp. Bây giờ là mấy giờ rồi thế nhỉ? Ờ thì là 4 giờ rồi đó mà. Cái gì cơ? Buổi biểu diễn của em gái tôi muộn mất rồi. Nhưng Đường Tâm thì nói méo, chỉ là tôi nói đùa thôi mà. Nhưng mà phó hội trưởng thật dễ tin người nhỉ. Chẳng trách suýt nữa bị Trần Vũ đỗ oan rồi. Ai đó vừa nãy còn vô tư nói chuyện với Trần Vũ, vậy mà không ngờ đã sớm bị người ta tính kế. Nhưng bây giờ thì đã không sao rồi. Đừng bao giờ tin mấy người hay mang bộ mặt tươi cười như thế nữa đấy nhé, bao gồm cả tôi. Hề hề hề. Nghe tới đây Bạch Kiêu nhà ta cũng ngượng ngùng đỏ mặt mà thốt lên hai chữ cảm ơn. Cảm ơn ư? Nếu muốn cảm ơn, cậu phải lấy thân mình báo đáp đi chứ, phó hội trưởng nhỉ. Bạch Kiêu nghe thế liền sợ hãi bật phắng dậy mà chạy vội, không còn sớm nữa. Em phải đến buổi biểu diễn của em gái rồi. Ô thế là vậy, chúng ta ngồi tàu điện ngầm cùng nhau nhé. Nhưng mà em chỉ có một vé mà thôi, nhưng chị lại có hai vé VIP đây này. Cái lẩy gì thốn, tại sao chị lại có luôn cơ chứ, hư cấu quá rồi. Hơ hơ hơ, hôm qua chị hẹn cậu đi chơi còn vì cái này nữa đấy, là bạn cha chị tặng đó nhé. Chị biết em gái nhỏ của em múa ba lê, vì vậy chị nghĩ em sẽ có hứng thú, không ngờ lại trùng hợp ghê, hóa ra là cùng một nơi đó mà. Ẻ hề hề hề. Giờ thì đi thôi nào phó hội trưởng nhỉ. Ờ thì đi, nhưng mà sao hội trưởng lại cứ ôm eo em quài thế chứ? Hơ hơ, là vì phó hội trưởng đang say, cần chị đỡ thôi đó mà. Nhưng mà em đã tỉnh táo từ lâu rồi mà. Ồ thế à, người say nào cũng đều nói như thế cả. Nhưng mà đợi chị một lát nhé, đi cả ngày có chút mỏi quá. Giờ thì dễ chịu hơn nhiều rồi này. Nhưng mà phó hội trưởng đang nhìn gì ở dưới chân chị thế? Hay là phó hội trưởng có sở thích biến thái không thể nói cùng ai đó chứ? Một lát sau, tại buổi hòa nhạc của Bạch Lộ, lúc này Đường Tâm cũng thất vọng mà thầm nghĩ, còn tưởng có thể khơi gợi niềm đam mê thầm kín của phó hội trưởng. Không ngờ, anh ta là lo lắng mình bị dẫm phải đá trên đường đi, tên ngốc Bạch Kiêu này cũng đứng đắn quá rồi đấy. Nghĩ xong cô ta cũng chỉ thẳng mặt Bạch Kiêu nhà ta. Đừng hồi hộp như vậy, em cậu biểu diễn chứ có phải cậu đâu, bị người khác phát hiện rằng cậu cuồng em gái đến thế, sẽ bị người khác đánh giá cho đấy. Bạch Kiêu lúc này bất ngờ nắm lấy tay của Đường Tâm nhà ta mà quát lớn, đợi đã, Bạch Lộ, con bé đang là bị bung chỉ ở bên hông áo kia kìa. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Lúc này bên trong cánh gà, một cô gái tóc vàng cũng nhìn ra bên ngoài sân khấu mà nở một nụ cười quỷ dị. Một lát sau, ở bên trong cánh gà, Bạch Lộ nhà ta đang thay đồ, thì MC cũng thông báo bên ngoài. Cuối cùng thưa quý vị, quán quân hôm nay chính là vũ đoàn ba lê Thu Quy của khu vực Thê Hà. Xin hãy nổ một tràn pháo tay, gửi tặng những thiếu nữ xinh đẹp này được không ạ? Bạch Lộ ngồi bên trong cánh gà cũng buồn bã mà nhìn đến tờ giấy gì đó. Lúc này Bạch Kiêu cũng hớt hải tiến vào. Lộ Lộ, em không sao đó chứ? Sao lại ở đây một mình thế? Vừa thấy anh trai mình, Bạch Lộ đã nhào đến mà ôm chầm lấy anh ta mà nức nở. Tất cả nỗ lực đều là công cốc rồi. Hừ 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 hừ. Nhưng Đường Tâm thì nói không có gì cả. Em đã rất cố gắng rồi, chỉ là xảy ra một chút chuyện không may. Nếu đạt được quán quân, rồi được nhiều người theo đuổi, phó hội trưởng sẽ rất. Chưa để Đường Tâm nói dứt câu, Bạch Lộ đã ôm lấy anh trai kéo sang một bên mà tức giận. Bạch Hồ Ly ư, chị đến đây làm gì? Ờ thì chị đến cùng phó hội trưởng xem em gái biểu diễn đó mà. Hai từ em gái này chị không được gọi. Nhưng em là em gái của phó hội trưởng cơ mà, thì cũng xem như là em gái của chị mà thôi. Nhưng Bạch Lộ thì nói méo, mau rút lại hai từ em gái nhanh cho tôi. Bạch Kiêu lúc này chỉ biết im lặng mà toát mồ hôi lạnh suy nghĩ, con mẹ nó, sao lại quên hai người này cứ đụng nhau là như chó với mèo chứ? Nhớ lại lần đầu nó gặp hội trưởng thì chẳng khác nào muốn giết người cả. Chưa kịp nghĩ xong thì Bạch Lộ đã nắm vội lấy tay của Bạch Kiêu. Anh à, chúng ta mau về thôi nào. Mụ đàn bà xấu xa lương lẹo này, anh sẽ bị bà ta ăn sạch đó nhé. Nhưng mà Đường Tâm vẫn không chịu thua mà ôm lấy tay Bạch Kiêu. Em gái đừng lạnh lùng như thế chứ. Chị đối với A Kiêu rất tốt mà. Cậu nói xem phó hội trưởng yêu dấu của chị. Ơ cái đệt. Tốt là tốt chỗ nào chứ hả? Vậy thì thế này đã đủ tốt chưa nào? Hơ hơ, tốt lắm. Hội trưởng đại nhân rất tốt ạ. Chúng ta đều sống trên cùng một quả đất mà, phải yêu thương nhau, không được cãi nhau như thế chứ. Bạch Lộ lúc này nhìn thấy cánh tay của Bạch Kiêu đang bị kẹp chặt vào rú của Đường Tâm, liền vô cùng tức giận mà nguy hiểm, hai người, không được phép. Nắm tay của nhau, vừa dứt câu,
Em ta đã nhanh chóng đẩy hai người ra với một sức mạnh khủng bố, anh trai chỉ có thể có một mình tôi thôi. Bất ngờ một cô gái tóc vàng cũng chạy thẳng ra, Lộ Lộ, đã tìm thấy cậu rồi, tốt quá chúng ta đứng thứ tư đấy. Năm sau lại cùng nhau cố gắng nha, cậu đang làm cái méo gì thế hả, mau bỏ tôi xuống, thứ tư thì có gì mà vui cơ chứ. Hơ hơ, nhưng mà anh đây không phải là anh trai của Lộ Lộ hay sao, Lộ Lộ cả ngày cứ nhắc về anh mãi thôi, không chịu quan tâm đến em. Từ đó gọi là gì quên mất rồi nhỉ, Đường Tâm liền vui vẻ, đó gọi là cuồng anh trai đó em gái, ờ đúng rồi, là cuồng anh trai. Mà chị gái xinh đẹp quá đi, là bạn gái của anh trai Lộ Lộ hay sao thế, nếu vậy thì có thể đưa Lộ Lộ cho em không, em sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Nghe đến đây Bạch Lộ liền lôi em nó ra ngoài mà vô cùng tức giận, Ngô Tiểu Viên cậu mau im ngay cho tôi, không được nói gì thêm nữa, mau đưa tôi đi thay quần áo mau lên. Thấy thế Đường Tâm cũng nghiêm trọng mà thắc mắc, cô gái tóc vàng kia là ở tổ đạo cụ à, Bạch Kiêu này, cậu đã biết nguyên nhân em gái biểu diễn không thành công rồi chứ. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc, nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.